Đây là sắp hoàn thành chiếc màn Android theo xe. Một chiếc xe châu Âu này, Peugeot 508 đời 2014-15. Phải lắp màn theo xe thì nó mới nhận được tất cả hệ thống âm ly, âm thanh, căn bớt, khiển vô lăng, điều hòa, nhiều thứ. Đây là lần đầu tiên Kakam lắp một chiếc Peugeot 508 kiểu này. Còn những xe châu Âu như Audi, BMW, Porsche, Mercedes-Benz thì lắp rất nhiều. Chiếc màn theo xe đúng chuẩn chỉ kích cỡ size của nó luôn. Và nó là Android 10 PX5. Sau thời gian là khá lâu mới hoàn thiện được. Bởi vì đây là như đã nói lúc trước là lần đầu mà Kakam lắp chiếc màn của chiếc xe Peugeot này. Đấy, chiếc màn theo xe đây. Nó là Android 10. Giờ mình sẽ cài một số file APK vào, như là giọng nói, rồi là dẫn đường, VTV các kiểu. Hay thử một file YouTube này. Âm thanh của nó là nguyên bản luôn nhé, vì nó hệ thống căn bớt, nó nhận luôn cả âm ly luôn. Một chế độ âm thanh là nguyên zin luôn, 100% công suất. Cam lùi nguyên bản nhận luôn, đang ngược lắm. Việt Nam sẵn sàng ghi hình.